Ôi đâu mà. Ủa. Ok, thì ngày mai là thứ tư và đó chính là ngày đầu tiên đi học của kỳ mùa xuân của mình. Và tại sao Chi còn ở đây? Ngày mai em sẽ đi học với Trân. Tại sao Chi lại chọn ngày mai? Ủa, Trân chọn mà. Trân chọn ngày mai để cho Chi sneak vô. Tại vì ngày mai toàn là lớp lecture với lại cái hội trường nó lớn nên là chắc giáo viên cũng không biết đâu ha. Nhưng mà trả bài một xíu, lỡ mà điểm danh không thấy tên Chi thì sao? À, Chi sẽ nói là Chiếc giống như ba mẹ chưa mới trả tiền học bị trễ nên là đi vô lớp, advisor kêu cứ vô học đi, xong rồi từ từ có tên không sao. Ê, lỡ như tao học giỏi quá cái giáo sư thích tao, cái ngày mai giáo sư hỏi tao xong rồi tên không gặp lớp có tiếng không, không có cái đó đâu. Ok, câu hỏi thứ hai là lỡ mà phòng hết chỗ thì sao? Trân á nói là cái lớp rất là bự. Hồi nãy tôi sợ thiệt nha, tại ở trong lớp nó kìa 59/60 với 56/60, lỡ như mình đứa nào cũng mang bạn chơi với Nguyên Trân á là tao ở ngoài. Nhưng mà không sao, lớp bự. Ok. Giáo viên già chưa? Già chưa? Hơi già. Nếu mà già thì kiểu chill. Ngày mai mình sẽ học đầu tiên là lớp coding vào lúc 12 giờ trưa. Xong rồi mình có 10 phút để mình chuyển qua lớp toán. Hồi nãy nó cho mình coi cái đề kỳ năm ngoái của nó. Mình nói, cái này tao học hết rồi mà tao quên. Hey. Ê, tao nghĩ là tao ngồi tao coi iPad đồ quá đó. Rồi nó giáo viên mới chửi tao rồi có. Tại ngày mai mình định là mình sẽ đeo tai nghe, xong mình ngồi mình chơi thôi, chứ mình không có định làm gì nữa. Hồi nãy mình đi ăn ở đây đường hồ. Mình mới thấy đầu tiên một cái đài đàn hô này mà nó bật nhạc lớn như cái đài đàn hô của con này. Một cái gì không á, nó bật Rush của Troye Sivan đó, tao không very 18 plus. Cũng hợp đi, tại vì uni rồi. Hồi đó bật Low của Florida. Bật Blackpink nữa. Đây. Ê, tao đẹp quá mày. Ca khúc này mà đẹp. Hồi nãy cái nó quay mình xong mình nói mình đẹp quá, xong nó hỏi mình tẩy trang chưa. Đây, kể cho nghe. Con này nó định là nó có ước mơ là influencer. Sợ nhưng mà hả? Nó quay được 3 video cái nó mệt rồi. Không chịu quay nữa. Mặc dù là tuần trước nó đi quay video một tuần là rất nhiều content. Đấy là người ta đi du lịch lần, ta tưởng là mày kiểu như là mày đi du lịch để mày có content quay luôn, xong cũng không quay. Biết sao không? Tại vì tắm nắng hết nửa ngày rồi. Thì cứ nằm quay mình đó năm bộ bikini. Nó bắt mình đi tay hết. Bốn lần. Lẽ được hai bộ bikini, cuối cùng một bộ hai nhí và bộ tím, cuối cùng cái quần tím mặc cái áo đen, cái áo kia quên nhỉ, cái áo gì đó đi hai ba ngày đây kiểu trang nhớ là Việt Nam. Trời, hôm qua là có Linh bạn cấp hai của thế mình không phải cấp hai của Chí mà bạn từ mầm non của Trân. Ý là tao nghĩ là tất cả mọi người coi này đều biết là ai coi coi nhiều đó. Nói chung là bạn đó ở New York với mình hai ba ngày. Còn cái công Trân nó đi từ bên còn giờ 6 giờ, 5 giờ rưỡi đã máy bay, 7 giờ rưỡi là đã có mặt ở New York. Để giờ này mình nghe, mình rất thích nghe podcast. Không, giờ mình nghe podcast lâu rồi, nhưng mà hôm qua nghe Stephanie Su kể cái chuyện mà không, vợ, tao nghe cái vụ mà Samsung Princess trước. Rất là hay, xin hãy nghe rồi, bỏ đi ha. 2, 3 đi. Không, để ở đây. Ở nhà. À, mặt nghe cũng lắm, đừng có nghe mấy cái gì nha. Tại vì bà kể cuốn quá, tao nghe nó sợ. Tao bị một cái bệnh, mình bị một cái bệnh làm mình sợ người thiệt, không sợ ma. Nó sẽ lỡ mấy bạn fan thích mang, nhưng mà mình tưởng tượng thật sự đi, sợ. 5 giờ sáng nó ngủ lận, mình thiếp đi. Hôm qua tuyết nó đẹp nhỉ. Để mình có một cái hình, không biết có chụp nghe không nữa, nhưng mà cứ để sợ ở đây đi nha. Đó là có mình Chiếc với lại Linh, với lại cái khuê nữa. Đây. Để mình giải thích cái vụ photo của mình nha. Mình định quay rồi, mọi người, nếu mọi người có coi cái video gần nhất của mình là mình đã đi đi biển vào mùa đông rồi sao. Mình có đi thêm cái tripod luôn. Chứ bỏ. À cái vậy mình đi tới Puerto Rico rồi, xong rồi cái đi tripod theo rồi, cái tự nhiên có tới cái mệt nha. Mệt có 7 ngày chứ nhiều. Tới ngày thứ hai là mình nóng hoặc bị đông, bị mệt, bị chán, không biết chơi. Cứ đi cái này, cứ đi qua đi lại hai cái chỗ đó hoài. Xong rồi bị buồn, bị chán, ăn không có vô cái gì không, ăn 7 ngày, ăn bị ý 6 ngày chứ, 6 ngày ăn bị ý hết 6 ngày. Nhưng mà cái lần đó ngon thiệt, nhưng mà ăn vậy vui quậy, mệt. Mình giờ ăn mặt mình nó hot bớt, không biết hot bớt. Hả? Bởi trước cái đẹp Trang viên. Tao biết tao là người tao mất cái này không? Mọi người nhớ cái năm không? Cái bạn bạn nó đang chửi quá trời, xong cái hèn nên. Hèn này nè, mình ở họ ở trên này chắc không có người coi được. Mọi người muốn nghe một cái podcast vui vui kiểu nói chuyện tầm xăm xàm của tụi team thì lên Spotify có Under the Battery is Out podcast. Để mình là của mình làm với Trang Anh. Đây. Đây. Nghe cũng vui, nhưng mà nên nghe cái tập thứ 3, rồi nghe tập thứ 2, rồi nghe tập thứ 1. Tại sao? Tại tập 1 nói gì, đừng nói kinh khủng.
À, với lại volume giảm xuống nữa nha. À, hơi chói. Cười, sẽ... cười thẳng vô mic luôn. Cười khạc một cái vô mic luôn, đau tai chứ. À đưa đây tao nghe, tao nghe chứ. Chết chết, sang chấn. À quay lại chuyện Puerto Rico thì mình sẽ, nếu mọi người có đi Puerto Rico thì mình recommend là đi Ocean Hoa nha. Mình có chụp một vài bức hình ở đây rất là đẹp luôn. Như vậy á, ở đây thì Puerto Rico là 18 tuổi, với lại mọi người nên uống cái nước traditional đó là Pina Colada là ủa à, traditional chứ ngon. Là cái này nó là invented ở Puerto Rico, là thứ đó là có dừa với lại thơm mấy bộ. Thì nếu mà ai muốn thêm rượu thì người ta sẽ bỏ rượu rum vào, nói chung là cũng rượu cũng hơi hay chút xíu, nhưng mà khá là ngon. Nhưng mà mình thích uống cái gì mà không có rượu thì nó giống như sữa lắc vậy. Bây giờ tụi mình sẽ chuẩn bị đi ngủ để ngày mai là tươi tắn để đi học lớp đầu tiên đầu xuôi đuôi lọt. Mai mai không bị bắt. Bye bye. Hello mọi người, bây giờ tụi mình đã tới chỗ ăn sáng quen thuộc của mình. Bây giờ mình sẽ làm cái session What's in our bag. Ok, đầu tiên thì trong túi của mình có cái chìa khóa trong miếng ăn nhỏ này. Thì bữa mình bị mất một cái, sẽ được 100 đô. Xong rồi, cái này là cái iPad của mình để trong cái ngăn này. Và đây là cái găng tay của mình, bởi vì mình dễ bị bỏng lạnh, tay mình dễ khô. À, nước nhỏ mắt, tại vì mắt mình cũng dễ bị khô luôn. Son môi của mấy đứa. Dầu hít của Thái Lan. Đâu hít thử coi, hít thử tao coi coi. Đút vô, đút vô, đút đã luôn. Tiếp theo là MacBook của mình. Với lại một cái chai nước mini. Với lại lotion cho da, cho kem tay á. Với lại cuối cùng là một cái bút màu hồng. Ủa, cái bút hồng đưa ra vậy ta? Dễ thương, dễ thương dạ. À, và đây chính là cái giỏ đi học của mình của hãng Longchamp. Mình recommend mọi người nên mua cái organizer cho nó giữ cái phone của túi nha. Có iPad với laptop rồi, tại vì nó đi chơi chơi. À, chiếc mình đi học thiệt là chiếc đem giấy mình đâu mệt. Mất tiền. Một cái tay, một máy chụp hình. Tao sắp mẹ. Một tao nghe, hai tao nghe. Ủa? Bây giờ là 11:45. Tụi mình đang đi tới lớp đầu tiên, chính là lớp coding. Tụi mình chuẩn bị vô lớp đầu tiên nha. Ngồi đâu vậy? Tụi mình mới vừa học lớp đầu tiên xong. À, có biết là nó cho tao ngồi hàng đầu không? Là tao cứ ngồi tao nhìn cái ông đó hoài. Tao nhìn cái ông giáo sư cho mày cái ông đó. Nhưng mà nói chung là sẽ là một kỳ khó khăn cho chân. Tại vì tôi không biết thầy nó nói nhiều, thầy nó nói nhiều. Nhưng mà nói rất là nhấn, nghe rất là nhức đầu. Tôi thích ai mà giống như là nói một cái cách mà nó xúc tích ngắn gọn thôi, nói nhẹ nhàng thôi, dễ vô đầu hơn. Chuẩn bị hay trò chuyện thật là mệt. Cố lên. Hôm nay rất lạnh nha, mình mới bị đổ một cái ly. Mình đã chụp hình lại. Ừ, để mình attach cái hình ở đây nha. Bây giờ tụi mình đang đi tới lớp thứ hai, lớp cuối cùng của ngày. Lạnh quá. Hôm nay lớp mấy? Ừ, lớp. Mày ngồi hàng thứ hai, thứ ba, thứ ba. À, giờ bóng rổ phải không? Ừ. Tụi mình đã hô lớp thứ hai, lớp math khá là đông. Mình không nguyên lắm, tại vì mình nhớ lớp toán cũ của mình. Tụi mình đã học xong tiết cuối cùng. Em mời bớt cao. Chị cảm thấy như thế nào? Ở đây ánh sáng sống. Kia gần kia đẹp. Dạ. Tí cơm. Cái toán thì mình được ngồi ở trên thì cái hình cao cao quá là giáo viên mình thấy mà ok. Mình hay làm cái gì mình muốn. Trời nó cái tí đầu á. Tao ngồi đầu về nó sợ. Tao ngồi cái mặt tao có phải quay theo cái ông professor để coi coi ổng đi đâu nữa. Nó mình chăm chú mình. Tí thứ hai thì cũng được mà mình
mới vô là học luôn nên mày hơi ngột một xíu. Chết rồi, em mình không hiểu vậy đó. Tao hiểu. Tao không hiểu mày. Tao, tao giải được mà. Tao không hiểu chứ. Ừ. Lót lót vậy tao quên hết rồi. Bây giờ tụi mình sẽ đi ăn trưa nhẹ ở University Center. Chick đang ăn gì ạ? Chick đang ăn taco của trường mình. Miếng to. Mệt. Sorry. View đẹp ta. Còn mình đang đợi meeting với professor. Hello mọi người, mình mới về meeting với giáo sư xong. Cũng hơi nhức đầu. Cũng hơi nhức đầu nhưng mà có việc. Trong lúc đó chứ ngủ. Ngủ rất ngon nhá. Không ngon nha, nhức đầu quá. Sao nằm. Ừ. À, có phải meeting xin việc cũng vậy không? Tại sao nó tới 50 phút rồi rất dài. Phải không? Explain this part cái việc mà bạn đang làm. Đi học ở trường chân thì trải nghiệm được cái gì? Ý là mình muốn trải nghiệm thử coi một cái uni bình thường thì nó như thế nào. Tại mình học uni kiểu art đó, nên là nó cái lớp nó nhỏ hơn, còn ở đây lớp cho bự thì khác. Với lại thì có mình bước vô mình cảm là mình cứ tưởng là hồi cấp ba mình cũng học toán học kinh tế này kia chắc cũng không kinh khủng lắm. Mình bước vô không hiểu gì. Ý là cũng 8 tháng rồi không có học tới nên là quên hết trơn. Vô vẻ không luôn. Mấy bạn khi nốt đẹp quá. Đếm số lần chip ngáp hôm nay hình như cũng chục lần. Ngáp liên tục. Cứ là đó. Cứ là ngáp liên tục mãi thôi. Ready ngày học hôm nay cho bao nhiêu trên 10? Mình sẽ lấy 8 trên 10. Chân 3 trên 10. Tại sao? Tao thấy mình học không có sự vui vẻ gì. Ủa, tao học là tao phải tập trung chứ vui vẻ gì? Không, ý là mày học mà mày học toán thì ngồi. Còn học coding thì quá, tao buồn quá, tao chịu đổi. Buồn quá. Ê, mà... ông này nói nhiều biết đâu. Mình ngồi mình im hơn nó, mình còn tập trung hơn nó. À, và đến đây cũng là kết thúc video của bọn mình. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Và hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Đừng quên like và subscribe cho YouTube channel của mình và follow Instagram của mình, Carly Fan. Bye.